Hello, xin chào tất cả các bạn. Thì chính cái xe tải tải chính này các bạn ơi. Trái nó chính rồi, mình hái ăn thử ha. Dưới đây có hai trái nữa nè. Rồi trái cái khác của nó nè, là honey joy, là honey joy táo vàng mà honey joy các bạn, mình hái ăn thử nha. Trái nhỏ xíu xíu, thử có ngọt không? Rất là ngọt luôn, ngọt không bạn? Trái nhỏ xíu xíu và ngọt quá trời ngọt không? Cái nhỏ này hột cũng nhỏ, quăng xuống dưới gốc cây nhiều khi nó mọc lên cây rồi. Mình hái trái này nha. Rồi con trái này, đây là con trái này nó bị nứt luôn các bạn. Thôi đi cho ngọt thế luôn á. Học nhỏ xíu. Hôm nay quay mấy cái trái hồng mà các bạn. Trái hồng này bữa mình mua ở Costco. Cái khác của nó là gì nè các bạn. Đó. Được hai trái nó cũng hơi lớn lớn rồi nè. Bên đây có thêm mấy cái bông. Hôm nay hoa cũng nở rất là đẹp luôn. Qua bên đây quay cho các bạn xem cái mấy cây bắp. Cái bắp hôm nay nó cũng rất là lớn luôn nè. Nó cũng lớn luôn nè các bạn. Coi mấy cái video của mấy người khác á, rồi mình vuông cái cây bắp này cho cái phấn hoa của nó đó, phấn hoa nó rớt xuống vô cái rau bắp á để cho cái bắp nó mọc đều á các bạn. Hiện tại mình giờ cái bắp thấy nó không có đều hạt mà mình vuông cái cây á, mình vuông cái cây này đây là bông bắp nè, cho phấn á, phấn của cái bông này nó rớt xuống, nó bay vô cái rau bắp á thì bắp sẽ được cái đều hộ các bạn. Wow, con bắp nhìn cũng đẹp quá trời đẹp luôn. Nãy giờ mình đếm là khoảng 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 cái trái này nhỏ 9, 10. Ôi cha, trái này ngộ người ta bị gì á, nó mới lòi ra luôn nè. Rồi cái hạt ra rồi. Còn cái con trái nữa nè. Thế và nhà bắp là 16 cây ớt của mình đó các bạn. Ớt hôm nay cũng cháo quá trời nè. Hai cây này, cây này nè. Với cây này là ớt Việt Nam nè. Trái các bạn thấy trái màu xanh xanh nè không? Trái nhiều ha. Bên cây bên đây trái nhỏ hơn, hai cây trồng một lượt nhưng mà có cây nhỏ cây bự. Đây là mấy cây ớt Thái nè các bạn, ớt Thái cũng trái nhiều nè, một cây ba cây hai cây chân đây cũng trái nhiều nè các bạn ha. Ớt Thái nè, bên đây ba cây, cây phía ngoài bên đây trái nhiều hơn nè các bạn. Wow, trái đầy luôn á. Trái nhiều chưa? Đây 16 cây ớt của mình đó các bạn. Còn cái cây Habanero bên đây là nó có
có bông rồi nè, có bông chi chi chi, bông nhỏ nhỏ thôi. Hồi đó mọc ra cây mồng tơi chen chen ở đây nè. Đây là cây ớt bell pepper, cây ớt chuông, ớt chuông này. Ủa, ớt chuông có trái nè các bạn ơi. Đó. Còn cây ớt này là Carolina Reaper. Chưa, có thấy có bông. Đây có một cái bông nè. Ồ, có bông. Cây ớt đâu có, còn này chỉ có một cây là có cái trái. Cái này, trái nhỏ nhỏ, dễ thương không? Bên phía bên đây là mấy cái cây cà chua. Cà chua của mình đây. Hôm nay có cái trái 299 nè. Mấy trái này nhỏ. Không thấy sao lắm. Mấy cây cà chua lê. Cà chua lê bên đây có trái nè. Cà chua lê có hình nó không đẹp. Cái giá của nó đẹp quá. Vàng vàng ha. Cây cà chua lê. Đi qua mình chạy mấy trái dừa gan. Cái dừa gan này hôm bữa là mình sợ nó rớt cái mình mua, mình lấy giữ mấy cái lưới này nè, xong mình chùm nó lại. Đây có một, wow, dàn dừa gan này có 4 trái luôn. Trái này to nhất nè, trái bên đây, trái bên đây, trái này cái dáng nhìn mắc cười quá. Đó, mình quay cho các bạn xem cái trái bầu này nó rất là ngộ luôn á. Trái bầu này nè, qua bên đây nè, cái bầu này nó cong cong quẹo quẹo, nó có bị thiếu chất hay gì á. Mười cái trái của nó như vậy đó. Đây là cái vàng xương xăm. Thì xương xăm bữa trước chị chồng của mình qua chơi cái cũng có thu hoạch làm hai một mớ xương xăm ăn nữa. Vậy cái này, hai vàng này chắc đợi chắc khoảng một tháng nữa mới có đủ lá để mình làm xương xăm nha các bạn. Cái chậu mà ta gây á, nó leo lên vàng nè. Cái cây mồng tơi này là nó mọc lại từ hạt năm ngoái á. Năm ngoái mình có cái chậu mồng tơi mình để nó thiệt là già luôn á. Cái mấy cái hạt của nó rớt xuống cái đất của trong cái chậu đó, xong mình trộn cái đất cũ đó trên trong mấy cái vòng vòng mấy khu đất của mình á, nên chỗ nào bây giờ cũng thấy có cây mồng tơi hết trơn á, tại cái hạt của nó rớt xuống á các bạn. Đó, còn kế bên đây là có đậu đũa. Đậu đũa bữa mình mới làm cái vàng tạm rồi các bạn. Cái vàng này là mấy cái cây này là mình mua ở Home Depot nè. Một bọc nó có khoảng 8-9 cây gì đó. Xong mình làm thì cái vàng nè, vàng tạc. Cái vàng này nó rẻ tiền đó. Xong mình cho đậu que, tại mình thấy đậu que, không phải lộn, đậu đũa. Đậu đũa nó nhẹ đó, nên mình nghĩ nó leo lên đây chắc ok. Bây giờ bữa mình sẽ để cái lưới lên. Đây là xài đầu đũa nè các bạn. Đó, dài dây chứ. Đã không? Đầu đũa đó. Ở phía trên đây còn có hai sợi nữa. Đó ra dài dài ha. Xài đầu đũa nè các bạn. Trên đây chưa có. Có hoa, đậu đũa. Đây này nhìn rất lạ ha. Đây cái hoa đậu đũa thôi các bạn. Đó, đây là một cái sợi đậu đũa thôi, nó đậu được trái nè. Đây tới 8 cây rồi, mình gieo tới 8 cây đậu đũa. Đây có một đậu đũa thôi nè, cũng có nữa đó. Dài dài nữa thôi, sắp thu hoạch được nữa rồi. Còn bên vàng rau muống này nó cũng tươi tốt luôn ha. Giờ vườn của mình nó không có đường đi luôn. Đó, rau muống bên đây nè, tươi tốt ghê luôn á. Cái lá, cái này sợi nó to ghê luôn. Cái lá bự bằng bàn tay luôn. Coi như con gì nó ăn.
quay hướng bên đây thấy cái dàn đậu rủa tạm thời mình nó đó, rồi mình để cái lưới lên ha. Sao bầu nó không có lậu được nhiều trái. Cái dàn dưa leo này hôm trước mình thu hoạch rồi nè các bạn, mà cái trái của nó ăn đắng quá, mấy vài bữa chắc nhổ bỏ. Hoa cũng mùa này nắng quá, hoa nó cũng không có đẹp. Hoa hồng này nở chùm chùm rất là nhiều hoa luôn, mà nó bị cháy hết rồi các bạn, hoa cháy hết rồi. Cái này là duyên nha, cái cây táo tàu nữa mình mới hái ăn nè các bạn, ngọt ghê luôn á, mà trái nhỏ xíu à, hy vọng là năm sau trái nó sẽ to hơn. Đó, thì bên đây là cái cà bông hồng này đẹp ha, bông hồng này đẹp nè. Đây nó có bức nó có nụ, mấy cái hoa này có một chiếc bông. Mà. Ở đây mình có mấy chậu ớt nữa các bạn ơi, ở đây mình có thêm mấy chậu ớt không có trái nữa, hôm nay ớt nhiều lắm luôn á. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Nếu thấy thích video này thì đừng quên nhấn nút like và đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nha. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.